Xin chào tất cả các anh em mình đang xem kênh ha. Hôm nay cũng là chuẩn bị bước sang giữa tháng 7 âm lịch rồi quý anh chị em mình ha. Em quay lại vào cái khung giờ 12 giờ trưa này cho anh chị em mình xem cái tình hình, coi cái cây nó có bị sụ đọt không anh chị em mình ha. Và em cũng chia sẻ thêm về cái câu hỏi của anh em là khi mình tưới cái hàng siêu lăng kẽm rồi mình có dùng DAP hay không? Thì một cái câu hỏi mà anh em cũng rất là quan tâm về vấn đề mà DAP, để kiểu như là mình có nên tăng cường hàm lượng lăng để mà mình làm lũ lụt từ cái giai đoạn giữa tháng 7 này không quý anh chị em mình ha. Đây là cúc họa hương, anh em mình thấy nó cũng tốt mịt mù ha. Cúc họa hương thì nó rơi vào khoảng tầm 20 ngày nữa quý anh chị em mình ạ. Tầm 20 ngày nữa ha, cuối tháng 7 đầu tháng 8 là bắt đầu mình vô kẽm nữa ha. Vô kẽm là chủ yếu cho nó khựng lại quý anh chị em mình ha, cho nó khựng lại, cho nó kiểu như cái cốt cành của nó thứ nhất là nó nhặt mát, thứ hai nữa mình vô kẽm là mình làm cái nó hạn chế cái sự phát triển và nó tắc nghẽn cái mạch lưu thông đó quý anh chị em mình, tắc nghẽn cái mạch nhựa ha, là bắt đầu nó sẽ dễ làm nụ hơn là những cái dòng mà dòng dảo khác quý anh chị em mình ha. Thì quay lại cái câu hỏi là anh em mình đã tưới siêu lăng kẽm rồi. Siêu lăng kẽm là cái dạng nước đó quý anh chị em mình. Cái siêu lăng mà từ cái tháng 6 đến bây giờ mà em chia sẻ với anh em về em kết hợp giữa cái hàng siêu lăng kẽm phân hùng HVB rồi siêu lăng kẽm cộng 3617 á ha. Thì đây là cái cây chiến để cho anh em mình xem nè. Đây là cây cúc họa hương. Cây này, những cái dòng ở cúc họa hương ở vườn em á là nó rơi vào khoảng tầm mà có nghĩa là giữa tháng 4 mình có rải cho nó một cữ DAP ha, còn những dòng khác là mình không có rải DAP, riêng cúc họa hương hoặc là cái cây Mayrin đó quý anh chị em mình ha, những cái dòng mà nó phượt đọt lung á, nó rai ra cái đọt hổn á, thì thường thường là mình dặn cái DAP ha. Thì những cái cây này á, vào cái giai đoạn tháng 7 này mình sẽ tiếp tục mình cưới cho nó DAP tiếp tục quý anh chị em mình ạ. Ha. Mình tưới cho nó tiếp tục vẫn là DAP nhưng mà chưa tưới bây giờ ha, tại vì đầu tháng 7 mình đã tưới phân hùng với lại siêu lăng kẽm thì bắt đầu vô cái giai đoạn giữa tháng 7 bắt đầu mình đi DAP ha. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra, không phải riêng gì cúc họa hương hoặc là cây Mayrin hoặc là những cái dòng dảo khác mà nó hay hưa mắc lá anh em mình hãm cái DAP đâu. Mà nó chẳng hạn như cái cây này là quý anh chị em mình xem, đây là cái cây cây này là cây dảo cái cành đen hồi lùi nè, anh chị mình thấy cái cành nó đen hồi lùi nè ha. Đó. Cũng là một cái cây dảo nè quý anh chị em mình. Cái cây này những cái dòng này nó cũng rất là khó làm nụ nè ha. Cây này tới đây mình cũng là DAP nè, mình dặn nó một cữ nè. Đấy, còn đây là cây Mayrin. Mayrin cây tàn à. Cái tàn rin quý anh chị em mình ạ. À. Cái này phải đưa ra bấm hết. Tàn rin. Cây này tất cả những cái dòng này tới đây là mình tưới DAP hết quý anh chị em mình ạ. À. Để em quay sát sát coi. Em quay 12 trưa nó cũng hơi nắng. Anh chị em mình thấy những cái chân kim nè. Ha, chân kim nó bám theo cái mắt lá đâu nè quý anh chị em mình. Ha. Đấy. Cái này anh em mình tưới một cái, một là cái đọt nó chậm, cái nữa là nó lên rất là nhanh quý anh chị em mình ha. Đấy. Đấy, những cái dòng Mayrin em thì ở đây á thì chẳng hạn như viên cái hũ đức nè hoặc là cái siêu bông mình lợi nè, là em sẽ không có rải cái hàng hoặc là tưới cái hàng DAP nha quý anh chị em mình ha. Riêng hai cái dòng đó nó đặc biệt hơn, cho nên là bởi vì nó rất là kẹo tàn, thứ nhất là nó kẹo tàn và nó nhặt mắt lá. Cái dòng mà bình lợi nó cũng rất là nhặt mắt lá nha quý anh chị em mình. Tại vì năm nay anh chị em mình thấy cái giai đoạn đầu á là em 20 10 10 và cái 16 16 8 chủ lực là em đi 16 16 8 cho cái hũ đức, cho cái cây hũ đức và siêu bông mình lợi, cho nên là nó rất là đặc mà cái nút nụ hầu như là nó phải nói là nó cái bình lợi với cái hũ đức công nhận cái mức độ mà nụ nút nó lên kinh khủng luôn quý anh chị em mình ạ. À. Cho nên là mình sẽ không dùng DAP ha. Cái lá nó xanh đậm tự nhiên luôn quý anh chị em mình ha. Tại vì mình có xài cái hàng siêu lăng nước từ tháng 6 bây giờ á ha,
cái lá nó đậm tự nhiên luôn. Còn DAP mình dùng là mình dùng cho những cái cây mai riêng tàn như thế này nè. Quý anh chị em mình xem cái cây này nó tàu cao khoảng tầm mà từ mặt chậu lên nó rơi vào khoảng tầm gần 3 mét ha. Ở đi ngang nó thì nó rơi vào khoảng tầm 1 mét 4. Đấy, cái chậu này lọt lòng là 1 mét 1 nè quý anh chị em mình ha. Đấy, cây này 1 mét 4, 1 mét rưỡi bề ngang anh chị em mình thấy không? Ha, những cái dòng này là bắt đầu mình đi đi DAP hết. Anh em mình xem cái mắt lá nè. Cái mắt lá nó có cái chân chân như thế này mà anh em mình tưới vô cái là nó lên nụ nốt riết liền ha. Đấy, còn mai rin đây là mai rin hộp. Mai rin hộp Phú Đức á quý anh chị em mình. Ha. Rin hộp Phú Đức. Đấy, cây này giờ nó vẫn tùm, nó vẫn có đi tàn quý anh chị em mình ạ. Ha, đi tàn. Những cái cây này thì ví dụ như những cái cây mà giảo hộp như thế này á thì anh chị em mình tưới cho nó một cử, mình chỉ cần một cử thôi nha quý anh chị em mình ha, giữa tháng 7 mình đi một cử. Có nghĩa là khi mà anh em mình tưới phân á, là anh em mình chọn lọc ra. Anh em mình sẽ chọn lọc ra chứ không phải là cây nào anh em mình cũng tưới DAP, hoặc là cái giống nào anh em mình cũng tưới DAP, hoặc là cái giống nào mà anh em mình cũng là đi cái đạm cao, nó tùy theo cái giống. Đầu tiên mình nói về cái giống trước. Anh em mình phải kiểm soát được cái giống đã. Mình kiểm soát được cái giống rồi nó tùy theo mức độ sinh trưởng ha, để em ngồi giữ bóng cây đi. Nó tùy theo cái mức độ sinh trưởng của từng loại giống, nó từng loại cây, sau đó anh em mới phối phân vô mà anh em tưới cho nó từng loại giống, từng loại cây như vậy nó mới phù hợp. Tại vì có nhiều cái giống anh em mình thấy cái phân thuốc tưới như nhau nhưng mà nó chạy đọt rất là dữ, chẳng hạn như cúc họ Hương, cây mai riêng đi ha. Còn những cái giống anh em mình cũng tưới y như vậy mà tại sao cái mức độ lá nhặt vẫn bình thường ha. Chẳng hạn như Hữu Đức, Bình Lợi thì anh em mình tưới cùng một loại phân với cúc họ Hương thì nó khác liền ha. Cho nên mình hãm DAP cho rin cây cúc họ Hương rin này, cũng như là cái cây mai rin này ha, cúc họ Hương và cái cây mai rin và cái cây hộp Hữu Đức. Chỗ em thì phần đa là cây mai rin thì phần đa là những cái cây này trong cho khách này quý anh chị em mình ha. Còn trong cho khách thì quý anh chị em mình biết là nó đủ loại hết trơn à. Cây mai hộp có, chẳng hạn như trước đây là mình bán rồi bắt đầu người ta gửi lại quý anh chị em mình, cho nên là mình trong luôn, chứ bán rồi người ta chơi Tết xong rồi người ta không biết cách chăm á. Có những cái cây mà những cái năm về trước bán cho người ta rồi người ta để lại chăm, nhưng thực chất ra là người ta chăm được năm thứ nhất, năm thứ hai là coi như là cái cây nó bỏ chi quý anh chị em mình ạ. Ha, mà Tết hầu như là bông nó chỉ đạt khoảng tầm 40-50% mà. Ha, cho nên là người ta cần mình để mà người ta gửi lại mình để cho mình chăm. Thì cái tiền công chăm thì nó cũng giá thị trường thôi quý anh chị em mình ha. Cho nên là nó cũng không có so với người ta. Ví dụ như Tết mà người ta tự chăm đi mà Tết nó 40-50% á, người ta không đạt á, thì người ta bắt buộc người ta phải bỏ tiền gửi, bỏ tiền đi gửi cây. Rồi người ta Tết người ta chỉ việc là người ta chăm bông thôi. Còn cái việc đưa cây đi giao tận nơi hoặc là rước cây về sau Tết á, thì ở đây tất cả ở bên nhà vườn em là thao tác từng bước một ha. Đấy, thì đó là một khúc chia sẻ để cho anh em mình biết về cái thằng DAP. DAP vẫn tưới nha quý anh chị em mình ha. Em là giữa tháng 7 là bắt đầu em có đi DAP cho từng giống rồi đó ha. Còn mình kết hợp gì á, mình kết hợp với loại này loại kia ha, là mình tưới vô mình có kèm dưỡng rễ hay không, hoặc là mình có cần kết hợp với lại cái hữu cơ, hay là mình kết hợp với lại một cái NPK nào khác hay không, thì tới đây phần đó em sẽ chia sẻ thêm cho quý anh chị em mình ha. Đấy, thì em vừa đọc được cái câu hỏi như vậy rồi em chia sẻ thêm với quý anh chị em mình là có tưới DAP không. Cái câu trả lời của em là có những quý anh chị em mình ha. Mình chọn thời điểm nào và tưới cho cái dòng giống cái loại nào á, thì tới đây em sẽ tưới và em chia sẻ với quý anh chị em mình cụ thể ha. Chứ bây giờ chia sẻ tưới bao nhiêu á mà tùy theo chậu, hoặc là cây mùa 1, mùa 2 á, hoặc là cái cây đang tình trạng sao á, mà bây giờ chia sẻ không với quý anh chị em mình á, cây vậy tưới vậy á, mà nó không thực tế á, đôi lúc anh em mình áp dụng nó sai ha. Cái phần đó để tới đây em chia sẻ với quý anh chị em mình ha. Bữa nay cũng rơi vào 7 tháng 7 âm lịch rồi quý anh chị em mình ha. Tầm tuần nữa là có tưới phân là bắt đầu em chia sẻ với quý anh chị em mình nè ha. Ở đây thì anh em mình thấy đọt ra là cứ bấm liên tù tì á đó. Cái phần trên đó nó chạy anh em mình thấy liên tù tì ha.
trên đó giờ phải bắt ghế ra bấm bên kia mình ạ. Nè anh em thấy cái cử vừa rồi mình tưới nè, ha, hữu cơ rồi cái hàng siêu lân kẽm anh em thấy nó rồi ba số cộng siêu lân kẽm anh em mình thấy cái mắt lá nó cũng không đến nổi ha, nó rơi vào khoảng tầm 2 xăng à quý vị mình, 2 xăng 2 xăng rưỡi ha. Mấy cái cây này bữa hổm nó bị cái trường hợp mà bị nhện đỏ quý anh chị em mình thấy không ha, em xịt có nghĩa là em không có kèm với lại hút sâu với bọ trĩ mà em xịt em chặn đứng lại được á quý anh chị em mình ha. Cái phần lá của cơ 1 cơ 2 này mình thấy nó bị nhện đỏ hơn hơn nè ha. Đấy mình chặn đứng một cái là những cái cơ tiếp theo nó đi là bắt đầu nó xanh nó bóng ngáo nè quý anh chị em mình ha. Đó cái phần nhện đỏ là anh em mình phải trừ khử, nhiều lúc mà nó mưa suốt là mình không có xịt được anh em, mà để nó lây lan cây này qua cây kia thì nó rất là nguy hiểm ha. Vì sang trời lập đông tháng 11 đồ này kia là anh em mình thấy khi mà nó trái gió trở trời á, nó hay có mưa rào mưa phùn đồ á, mà nó lập đông rồi thì những cái lá này đôi lúc nó lại già trước ha. Hù sang đông là bắt đầu những cái lá này già trước nó rụng, thì cái ảnh hưởng của nó đầu tiên là cái phần nở bông gió quý anh chị em mình ạ. Cho nên là anh em mình lưu ý ha. Đấy cái thời điểm này thì anh em vẫn cứ thường xuyên bấm chặn đọt và hút nấm anh chị em mình ha. Sâu bọ trĩ thì bắt buộc là anh em phải đi xịt rồi, có thể là anh em xịt vẫn là 7 ngày đi, nó sang vẫn tầm mà nó sang bắt đầu từ cái giai đoạn mà đầu tháng 9 trở đi á, đầu tháng 9 á rồi anh em mới giãn phân nấm nè, hút nấm nè, rồi sâu bọ trĩ nè, tất cả là anh em mình giãn ra có thể là 15 ngày, cũng có thể là hút nấm một tháng mình xịt một lần anh chị em mình ha. Đó là những cái việc mà anh em mình nên làm trong những cái tháng tiếp theo, từng bước một, chứ không phải là vô cái anh em mình vô tháng 9 tháng 10 rồi mà anh em mình vẫn cứ xịt thuốc sâu là 7 ngày hoặc là xịt thuốc nấm nó 10 ngày. Cái đó là anh em mình vừa tốn kém mà nó không có mang lại hiệu quả anh chị mình ha. Rồi. Cái phần đó thì tới đây cũng kể chia sẻ thêm với quý anh chị em mình ha. Rồi thì clip đến đây em cũng xin tạm dừng, xin chào và hẹn tất cả quý anh chị em mình những video tiếp theo nha.